Đây là quang cảnh của bầu cát. À, đây là có một cái hồ rất là đẹp. Phía xa thì có những cái trụ điện gió. Đang lên xe để chuẩn bị chạy lên trên bờ cát. Đây đang để đi trên con cát. Rồi. Ôi, cẩn thận em ơi. Cẩn thận em. Đã biết mà. Không, cẩn thận. Đừng không chạy chậm không. Có cái lực chống bước. Không. Cứ chạy chậm sâu lên. Nghiêng quá, người anh toàn những người già hết rồi. Nghe chưa? Xong này hả? Đây là quang cảnh ở bầu cát. Đây là cái trên đỉnh đồi. Yeah.
ơi, hôm nay bác đi du lịch cái này bác có thấy vui không? Quá vui. Nào, dạ. Thấy là bác tên là gì? Bác ở đâu ạ? Dạ, ở Hồ Chí Minh, bác ở phường 12. Và hôm nay là cả bác và con gái cùng đi du lịch. Thì thấy là mình là cũng có tuổi rồi mà lên trên tỉnh này thì bác là hai bác rất là khỏe. Đúng không? Lên đây thì mình nhìn bao la ha, bao la cái, vùng trời mình khái quát được tầm mắt đi rất là xa. Còn bác thì sao ạ? Chúc hai bác đi chuyến đi thật là nhiều thú vị nhá. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn trời. Đó, quý vị đã nhìn thấy đó, người ta thuê chính chiếc xe chạy xuống xuống cái dốc như thế này. Ôi dồi ôi. Đó. Ôi. Em làm nghề cho thuê bán trượt ở đây à? Ở đây hàng ngày đông khách không? Đông khách nữa hả? À. Thứ bảy thứ nhật nhiều hả? Gió to quá hả, nghe không được. Mà cái này thì mình chưa xuống bám vào dây trèo lên. Đây các bạn đang xem trực tiếp tại chính nữ bầu cát trắng Hàm Thuận Nam. Đây là mọi người đang chuẩn bị trên những chiếc xe tiếp những chiếc xe địa hình. Và đây có rất là nhiều dịch vụ. Hai bác có trượt không? Hai bác có trượt xuống không? Có trượt cát xuống dưới đồi không? Đây là những chiếc xe địa hình này, mọi người đang chuẩn bị đi. Rất là cao xuống. Ghê quá. À, ghê thật. Đó, rất là mạo hiểm. Xe ở trên một cái dốc cao như này. Đây quý vị đang nhìn đây nhé. Đây là đang chuẩn bị để xe lao dốc này. Đây là chiếc xe địa hình này. Và mỗi người thuê xe thôi. Và có tài xế hoặc mình tự lái được, không thì có tài xế người ta chở mình xuống. Cái kính mà nhìn cầu ấy rồi. Cơ cầm. Đó, cháu cầm.
kia là chiếc xe ô tô đang lao xuống đó. Đó. Rất là thú vị quý vị. Chúng vậy chứ ngồi lên xe rất là sợ, xe rất là lắc và cáp. Vâng, và phần truyền hình trực tiếp tới đây xin tạm dừng, tại vì trên này gió quá gió và rất là nóng và cát nữa. Thành ra bây giờ thì Thành Nhiên và mọi người sẽ phải đi xuống đồi và đi xuống dưới bầu cát để ngồi thư giãn nghỉ ngơi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và rồi ngồi bám chặt mình nhá. Rồi đi đi em ơi. Rồi đi đi, xe của em đi được rồi. Quỳnh bảo nó đi đi. Đi đi được rồi. Đi đi. Ôm chặt vào mình nha.
đó. Cái nhịp tim nó khác đấy em. Đây là đồi thông.